Trong tuần này là kiểm tra cho nên là thì tăng cường một buổi này thôi, còn cả một cái tuần này chiều thứ ba và chiều thứ năm thì chúng ta không có học nha, tất cả các thầy cô giáo dạy thêm là sẽ cho nghỉ hết thì để đảm bảo trong quá trình bảo mật đề cũng như là các em nghỉ ngơi để các em ôn bài. Đó là riêng bộ môn vật lý của thầy là thầy cho nghỉ, nó ngắn gọn như thế. Nhưng mà những môn khác thì chắc chắn vậy, môn sinh cũng cho nghỉ, môn hóa chúng ta nghỉ, còn những thầy cô giáo dạ thì tùy, còn chúng ta nghỉ để chúng ta ôn tập cho nó kỹ. Mà thầy đoán chắc chắn là thầy Vĩ mà cho nghỉ thì chắc chắn là một số môn khác cũng cho nghỉ, nó ngắn gọn như thế. Do vậy là những em nào mà bạn á mà dính môn hóa thì các em đi học nghe, học môn hóa đấy. Những bạn nào mà rảnh thì ngồi đi học, sau đó chúng ta xem lại video đó, thì đó là học tăng cường mà, học tăng cường đó thì chúng ta cũng giải tương đối nhuyễn rồi, nhuyễn rồi. Nhưng mà thầy chỉ nói một cái là riêng cái đề kiểm tra đấy à, đó hôm trước chúng ta đã ôn tập cái đề này rồi, không nói nữa, ôn tập rồi cái đề này chúng ta đã ôn tập, chúng ta đã giải tương đối nhiều rồi. Thì ở đây là hôm trước lớp cái nhóm học chúng ta giải tới câu trắc nghiệm mà số máy rồi, mời bạn Như. Nhiều đề quá em không nhớ thầy. Đó, có đâu như vậy. Kể tới cả máy không nhớ luôn hả? Nguyên, thì Đó. sao? Nguyên, Nguyên. Linh. Dạ thầy, giờ đây thầy, như vậy tới câu 15 đó thầy, 15, 16 rồi đó thầy. À 15, 16 vô đấy. Rồi Linh, cảm Linh nói thầy bị nghe thử. Cảm Linh đi đâu mất rồi. Dạ thầy, hôm thứ năm em không có hạn nên em xem đi đêm là chưa có giảng cái đề này thầy. Ê, chẳng những gì á. Có dễ rồi chứ. Tạm Đúng C2. đấy. Tạm đâu? Thầy hình như cái đề này chưa dễ thầy. Đề hè đúng không thầy? Cái gì vậy? Nó vô lý thần kỳ. Cái đề Đề hè này đúng không thầy? Chưa thì dễ chưa dễ. thầy. Chưa dễ hả? Thì thôi bây giờ dễ. Lý thuyết thì để tự nghiên cứu còn dở bài tập đi thầy. Bây giờ cái lý thuyết này này, thầy Hoành đã bắt thôi nha. Còn là bài tập thầy hướng dẫn này chưa? Đó. Như vậy là câu số 1 này lực kéo về. Đi ra. Đây. Đáp án B. Câu số 2 là đáp án D. Câu số 3 vận tốc biến đổi sớm pha bên thứ hai sau ly độ, câu C. Câu số 4 pha vô động, câu A. Câu số 5 tìm phát biểu sai đối với vật cơ động điều hòa. Thì giờ gia tốc là hòm bậc nhất của vận tốc theo thời gian đúng, lưu độ là hòm bậc nhất của vận tốc, câu C sai. Câu số 16 công thức tính chu kỳ tại vị trí cân bằng, câu D. Câu số 7 thì giờ câu A. Câu số 8 sự cộng hưởng xảy ra trong giai đoạn của bước khi tần số của lực bất bằng tần số. Thì giờ là sự cộng hưởng xảy ra, sự cộng hưởng này xảy ra trang dao động bất khi tần số của lực mất bằng tần số của dao động. Như vậy là ta có đáp án A. Câu số 9 một sóng dọc truyền trong môi trường, sóng dọc thì trọng từ trung. Câu C. Câu số 10 câu C. Đó là những câu trắc nghiệm lý thuyết cho em phát đạt này, giờ đi với lại nhiều lần rồi. Chủ yếu là hướng dẫn bài tập thôi. Câu số 11. Câu số 11. Thấy à? Câu số 1 thì cũng quá quen thuộc rồi. Nhưng vấn đề cốt lõi chúng ta xử lý cho nhanh. Câu số 11 này. Delta phi của nó bằng 2 lần pi d chia cho lambda. Cái này là bằng pi trên 3. Hảo hơn. D của nó là bằng 6 lần lambda. Bằng 6. Với lambda là bằng V nhân cho T. Thì à, D này trong đề bài toán
cho bằng 0,5 mấy trần. Thì từ đây chúng ta tính được tốc độ tia sáng V của nó bằng 30 tấn cho thầy. D là trong đề mà toán cho 0,5 mấy. Tính là tốc độ tia sáng nó bằng bao nhiêu? Với T của nó bằng 20 triệu mg. Bạn Khoa bấm tài thử là V nó bằng bao nhiêu? Lương Nhật Khoa. Khoa là thầy. Đúng rồi, bấm là V là bằng 6 mấy trên giây. 6 mấy trên giây. Bạn tính được là 6 mấy trên giây. Thấy chưa? Bây giờ thầy không có hỏi nữa nghe. Thầy hỏi là các em bấm máy tính nhắn tin cho thầy cho nhanh. Thấy chưa? Chứ thời lượng chúng ta học tăng cường chỉ có 40, gần 50 phút. Ừ. Như vậy tính được đáp án D. Những câu nào chắc chắn là chiều mai chúng ta sẽ gặp. Câu số 12. Khoảng cách ngắn nhất giữa điểm vô động ngược pha. Đó, thầy nhắc rất nhiều lần là khoảng cách ngắn nhất giữa hoạt động vô động ngược pha. D min của nó là bằng lambda chia 2. Và cùng pha là bằng 1 lambda. Thấy chưa? Hả, nó hơn chỗ nào bằng 1 phần 2. Lambda của nó bằng V chia F. Thấy chưa? Như vậy ta có bằng 1 phần 2. V của nó là bằng 400 chia cho 80. Rồi, chúng ta tính được kết quả của nó. Như vậy cái này sẽ bằng 2,5 cm. Đúng vậy? Tính được đáp án bằng A. Câu số 13. Câu 13. Biên độ của nó là bằng chiều dài của độ chia cho 2 là bằng 10 cm. Bây giờ chu kỳ T của nó là bằng T nhỏ chia N. T nhỏ của nó là bằng 180 giây chia N chia 540. Bây giờ biên độ và tần số, à người ta hỏi biên độ và tần số thì quay mắt. Biên độ nó bằng 10, ta loại được A và C. Còn tần số của nó F bằng, tần số nó F bằng N chia T cho nhanh, lấy 540 chia cho T 180. Thấy chưa? À, như vậy chắc chắn ta có được là 10 và 3 bằng 3H. Như vậy ta có đáp án, đáp án D. Nhớ là chiều dài quỹ đạo nó là bằng một nửa biên độ. À, xin lỗi, biên độ nó bằng là chiều dài quỹ đạo chia cho 2. Lộn lộn. Biên độ nó bằng chiều dài quỹ đạo chia cho 2. F nó bằng N chia T, tính 3H. Ta có đáp án D. Đây là những câu mà mang tính chất vận dụng thôi, chứ không có gì mà khó khăn hết. Câu số 14. Tính chu kỳ. Câu này vận dụng công thức luôn. T của nó bằng 2B căn bậc 2 của M chia K. Thế số vào cho thầy. Nhá M đấu ra ra gồm. Rồi B bình phương lấy bằng 10. Lâm tính bấm và nhắn tin cho thầy kết quả. Các em phải lấy máy tính ra bấm để tập mình luyện luôn hay nhanh. Tất cả lâm tính bấm và nhập và nhắn tin cho thầy kết quả bằng bao nhiêu. Đáp án A. Câu số 15. Thấy chưa? Ta thấy là bốn đáp án đều có omega giống nhau, chả cần đi tìm. Biên độ A giống nhau, chả cần đi tìm. Thấy chưa? Phương trình vô động của nó, chọn góc thời gian lúc vật x bằng 2 căn 3 đang chuyển động theo chiều dương. Thấy chưa? Như vậy là chắc chắn là x chia là bằng 2 căn 3. Có nghĩa là tương ứng với A căn 3 chia 2. Thì lúc này pha ban đầu nó bằng cảm trừ. Thấy chưa? Cảm trừ bi trên tiền sáu, cảm trừ bi tiền sáu. Cái này những cái giá trị đặc biệt đó, cảm trừ bi tiền sáu mà lúc này V của nó dương thì pha ban đầu của nó pha bằng trừ bi tiền sáu. Ta chọn đáp án C. Đó, nhớ hệ những cái giá trị đặc biệt chúng ta đã, cái này hôm trước chúng ta ghi rồi, học rồi.
ở đầu một cấp cái này thì ta có gọi là cốt phi của nó bằng gì, bằng x chia thì đó chúng ta siêu được phi, hiểu chưa? Đó thì các em nhớ thầy những cái giá trị đặc biệt đó. Ví dụ x của nó bằng a chia 2 là bằng pho bằng nào, nó bằng cạn trừ vi tính bốn. X nó bằng a căn 2 trên 2 thì pho bằng nào bằng cạn trừ vi tính bốn. X nó ở vị trí biên dương thì pho bằng nào bằng không. Ở vị trí biên âm thì pho bằng nào nó bằng bi. Ở vị trí cân bằng thì bằng cạn trừ vi tính hai. Để cho cạn với trừ phụ thuộc vào chiều di chuyển của vật là v. Chúng ta tập dễ cho nhanh. Đối với cầu số 16 lắm tính bấm. Bạn nào mà bấm được cái cầu này nữa là thầy nghỉ chào luôn. Bấm đặt ra đó bấm D, thầy Hoàng đã bấm D. Còn bạn nào mà cái nào mà sai nữa thì thầy bỏ tại. Bây giờ sử dụng máy tính bấm. Những bạn khác mà nếu bấm mà kết quả nó khác thì báo lại nha. Những cái này là những câu mà thầy nói là tự nghiên cứu. Câu 17, khoảng cách giữa đỉnh sáng liên tiếp chính là bằng một bước sát. Thấy chưa? Đó, độ lệch pha giữa hai điểm trên độ lệch pha giữa hai điểm này trên cùng một phương trình sát bằng 2 lần BD chia cho lambda bằng 2B với D thay bằng 0.25 chia cho 1.5. Như vậy lúc này chúng ta tính được đáp án D bằng D bi trình bờ. Những cao cái này chúng ta cố gắng làm nhanh. Vậy à? Riêng cái cách viết phương trình là thầy nói rồi. Còn viết phương trình tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số thì lấy máy tính ta bắt. Câu số 18 sắp xếp theo thứ tự tan giang nha. Đặc biệt đây nè, sắp xếp theo thứ tự tan giang. Vậy à? Khí lỏng rác ta có đáp bằng đi. Vậy à? Môi trường tốc độ sóng cao truyền trong môi trường chất rác là lớn nhất cho tới chất lỏng, cái khí cái đây là theo thứ tự tan dần. Yeah, còn nếu theo thứ tự nhỏ dần á là nó bắt a đặt kỹ đề. Câu số 19, chu kỳ của nó thì giờ bằng 15 trừ cho, chia cho 6 trừ 1 như vậy là bằng 3. Yeah, bằng 3. Công thức này hôm trước thì chỉ rồi, bằng t chia cho an n trừ 1. T là bạn 15 chia cho 5 là bằng 3. Câu số 20, câu số 20. Tính lực kéo về F kéo về của nó bằng. Đây à? Đây à? Bằng là trừ K nhân x. Nhưng mà ở đây là chúng ta viết này, vectơ F kéo về bằng trừ vectơ K nhân cho X. Hả nó hơn, thầy viết ký dọn đại số lực kéo về bằng K trị đấu của X. Thấy chưa? Với K của nó bằng gì? Bằng AM omega bình phương nhân X. Cái này chính là bằng K. Bằng K. Bây giờ chúng ta tha vào. Tha vào thì chúng ta sẽ tính được F kéo về của nó bằng AM tha bằng 0.1 omega bình tha 4 lần pi tất cả bình phương, x của nó là bằng 6 nhân cho cos của 4 pi t này tha bằng 1/6 vào đây. Thấy chưa? Đó, thì ta tính được kết quả bằng bao nhiêu? Thì câu 20 mấy bạn tính được đáp án là D, bằng D. Thì gọi là bằng D này. Đó, cái x này cái nào có t mình tha bằng 1/6 mà k mình tha bằng m nhân omega bình, chúng ta sẽ tìm một kết quả. Thấy không? Câu số 21, nghe không? Câu số 21, biên độ vô động của nó, thấy chưa? Có nhiều cách giải lắm, nếu bạn nào để ý là chúng ta tính được một vật cơ động điều hòa với tần số gấp này là biên độ dao động thì ta vận dụng công thức này, thấy chưa?
A là bằng K mặt 2 của X bình cạn cho V bình chia cho omega bình. X có rầu, V có rầu, omega có rầu. Nhập vào tìm cho thầy kết quả của nó bằng bao nhiêu? Như vậy có một bạn tính được bằng 10, hai bạn tính 10 K2 sang tiền. Đó, giải tốc độ nhanh như thế. Bằng bình. Những cái công thức này đều có mặt chiều mai. Câu số 22. Khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại thì nó thế đó đó. D min của nó bằng gì đấy? Bằng lambda. Mà lambda của nó bằng gì? Bằng V chia cho S. V ở đây là bằng 200 cm trên dây chia cho 40. Như vậy cái này là bằng 5 cm. Ta có nghe được bằng B. Bằng B đây. Những câu như thế này chúng ta cố gắng giải quyết nhanh. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động ngược pha trên cùng một phương trình sáng là bằng một nửa bước sáng. Khoảng cách ngắn nhất giữa điểm dao động có biên độ cực đại là bằng một bước sáng. Rồi, nhớ thuộc luôn như thầy vô đó. Câu số 23. Câu số 23. Đi à. Vận dụng công thức tính nhanh, chắc ra kết quả. Mà muốn giải quyết được câu 23 thì bước đầu tiên chúng ta làm cái gì? Đặt vào chúng ta đi tìm bước sáng cho thầy. Bước sáng. Lâm đo của nó bằng gì? Đi à. Đó. Cái này chúng ta bỏ này nghe. U1, U2. Lambda của nó là bằng V nhân cho T. V nó bằng 150 nhân cho T của nó là bằng 2π chia cho omega chia cho 100π. Thấy chưa? Như vậy cái này sẽ bằng 3 cm. Rồi, số điểm dao động có biên độ cực đại, N cực đại của nó bằng 2 ở ngoài AB chia lambda cạn cho 1 bằng 2, hoặc AB của nó là bằng 24 chia cho 3 cạn cho 1. Đấy à? Như vậy cái này nó ra một số nguyên mất rồi. 24 chia cho 3 bằng 8, tối 12 16, 16 cạn 1 nữa là 17 trừ mất đi 2, còn lại 15. À, liếc vào đáp án ta thấy có một cái là cực đại bằng 15, còn cho rồi. Cần phải đi tìm cực tiểu chỉ cực. À, cái này là cái điều kiện của thằng này phải là số không nguyên. Nếu là số nguyên á thì ta nhân hết rồi cạnh cho 1 trừ đi cho 2. À, tính hết rồi đi trừ 2 điểm thì ra số điểm cực đại. Còn số điểm cực tiểu thì là 2 mở ngoặc AB chia ra cạn cho 0.5. À, thì chỗ này ta có là 24 chia cho 3 là bằng top cạn 0.5 nữa. Rồi ta lấy phần nguyên của nó là top nhân 26. Ra kết quả. Như vậy cái này cũng có mặt vào chiều mai. Thấy à, đó, chiều mai cũng có một câu như vậy. Người ta hỏi một cái thôi chúng ta tự thao đầu. Nhớ công thức tính nhanh cho thầy. Nhớ điều kiện của thằng này, nhắc lại một lần cuối cùng này là phải là số không nguyên. Lấy phần nguyên nhân với 2 cộng 1. Nếu mà số nguyên thì tính hết đi, rồi trừ bớt đi cho 2 điểm. Câu số 24. Câu 24. Đấy à. Là V của nó là bằng X chia cho T. X của nó là bằng 50 chia cho T chia cho 0.4. Ây à. Như vậy là 50 chia cho 0.4. Như vậy cái đơn vị này là cm trên dây nha. Ây à. Rồi các em đấu đó cho thầy là ra đơn vị của nó là bằng km trên dây cho thầy. Đó. Rốt vào đây. Cái này chúng ta tính là cm trên dây. Rồi cuối cùng các em đấu ngược lại ra km trên dây. Tính cho thầy là bằng bao nhiêu. Đáp án C là 4.5 km trên giờ. Đáp án D là loại chắc cấu đó. Những câu mà thầy cho rằng cái đề này các em để ý được coi chừng như mà chúng ta kiểm tra quả số thấy bài tập nó giống như dài đó. Cố gắng. Thế nhưng mà thầy chọn những câu này là những câu trắc nghiệm mà gọi là thường ra
Thì chứ trong đề cương cũng có thì chiết ra trong đề cương chứ đó. Giờ chúng ta giải lại cho nó nhuyễn. Giờ những công thức tính nhanh của thầy bị cho là các em phải để qua một bên, viết ra một tài giá để qua một bên. Câu số 25. Câu số 25. Một con lắc và sao dao động điều hòa có chu kỳ T bằng 0,4 giây. Khi vật ở vị trí cân bằng, khi vật ở vị trí cân bằng thì chiều giờ của nó là ăn là cân bằng bằng 44 cm. Chiều giờ tự nhiên của nó. Như vậy lúc mà ăn là cân bằng của nó bằng cái gì? Bằng ăn là zero cạn cho delta ăn là cạn delta ăn là. Thế vậy, hãy nói hơn từ đó thì suy ra được ăn là zero của nó bằng ăn là cân bằng trừ cho delta ăn là. Và ăn là cân bằng của nó bằng 44. Thế vậy, với delta là chúng ta vận dụng công thức gì? Thì ta có là T của nó bằng 2B căn bậc 2 của delta là chia cho R. Như vậy lúc này delta là của nó sẽ bằng T bình phương nhân R chia cho 4 lần B bình. Họ nói cái nào bằng 44 trừ cho T bình phương. T bình phương là bằng 0,4 bình phương nhân cho R với B bình phương bỏ đi chứ mẫu chia cho 4. Chúng ta sẽ tính được kết quả của nó. Nhớ cái thằng này chú ý này, thằng này thằng đang tính đơn vị của nó là mấy, cái thằng này thằng đang tính đơn vị nó là mấy này. Các em tính bao nhiêu các em đổ ra sang tiền nha, để rút vào đây nha. Thầy viết phán tác thôi nha. Cái đơn tăng là này đang tính ra đơn vị mấy của nó. Đấy à? Ví dụ mình tính ra được là bằng 0,02 mấy, có nghĩa là tương ứng gọi là 2 sang tiền. Chúng ta phải quy đổi cái đơn vị mét này ra đơn vị xăng ti luôn. Vì đơn vị 44 đó là đơn vị xăng ti. Chúng ta tính ra đơn vị mét thì nhân cho 100 thì đổi ra được đơn vị xăng ti. Thì chúng ta sẽ tính ra được kết quả của nó là bằng 40 xăng ti. 40 xăng ti. Chú ý tại cho em, cái này ta đang tính cái delta là ra đơn vị mét nha. Rồi cái đổi ra xăng ti nhân thêm thành 100 nữa thì ra đơn vị xăng ti. Rồi lấy 44 trừ cho giá trị này ra đơn vị của nó là bằng 40 xăng ti mét. Đó, có đáp án C. Như vậy bây giờ chúng ta rút ra cho thầy một kinh nghiệm này. Delta là nó ngoài ra bằng MR chia K là 1. Ngoài ra nó bằng T bình phương chia cho R 4 B bình. Đó, công thức này chúng ta nhớ này. Đấy. MR với B bình phương chắc chắn đơn giản. Nói chung là bằng T bình phương chia cho 4 vậy. Đó. Dĩ nhiên là cái R và B bình này giống nhau. Như vậy em mà để ý cho thầy là delta là bằng MR chia K hoặc là bằng T bình chia cho 4. Rồi, đó cái quá bập liền. Càng phải nghiên cứu chỉ cần. Nghe đi à. Đó, nhớ thầy những công thức này thì nhanh thì sau này chúng ta giải trắc nghiệm cho nó ok. Cứ delta là bằng MR chia K hoặc là bằng T bình chia cho 4. Rồi sao? Còn R chia cho B bình đơn giản đi gây chỉ cần. Đó là thầy nói về cái câu số 25. Câu số 26. Đấy à. Đó, câu số 26. Đề bài toán yêu cầu chúng ta là tính quãng đường mà sắm đi được. Thì bằng bao nhiêu lần bước sắm? Bây giờ ta có chu kỳ T của nó bằng cái gì? Bằng 2B chia cho omega. Bằng 2B với omega của nó là bằng 10B. Họ nói là cái này sẽ bằng 1/5. Họ nói là bằng 0,2 giây. Đấy à. Bây giờ chúng ta đi tính số chu kỳ của nó. Bây giờ bằng T nhỏ chia cho T lớn. Là T nhỏ nó bằng 4 chia cho 0,2. Đúng không nhỉ? Như vậy lúc này ta có được là 20 chu kỳ. Mà bước sắm là quãng đường mà sắm đi được trong một chu kỳ. Như vậy có bao nhiêu chu kỳ thì có bấy nhiêu bước sắm. Như vậy quãng đường đi được của nó là bằng 25 lần. Như vậy ta có đáp án bằng đề. Như vậy bước sáng một quãng đường mà sáng đi được trong một chu kỳ. Như vậy là chúng ta muốn đi tính quãng đường trong sáng cao thì chúng ta đi tính số chu kỳ. Rồi tính số chu kỳ. Đấy chưa? Lâm đo nó bằng T, lâm đo bằng T. Nếu đề yêu cầu chúng ta là hỏi cụ thể ta lấy 20 nhân cho 0,2. Bây giờ thì tìm ra được quãng đường nó bằng bao nhiêu sang ti đó. Nhưng ở đây là trong đề mà toán hỏi là bao nhiêu lâm đo. Thì ta đi tính số chu kỳ của nó thì có bao nhiêu chu kỳ thì bấy nhiêu lâm đo.
cái quãng đường điều lượng của nó tương ứng với bao nhiêu lần đo. Cứ nhớ thầy là một t là bằng một lần đo rồi, ok sao như vậy gặp bài toán mà liên quan tới tính quãng đường để dành đi được trong thời gian t đối với sóng cờ thì đi tính số chu kỳ, sau đó có bao nhiêu chu kỳ thì ta có bấy nhiêu quãng đường mà nó đi được. Còn nếu mà ta quy đổi ra lâm đo thì một lâm đo là bằng một t đầu xa nha. Đó là nó câu số 20-16. Thầy ơi, em dùng công thức là x bằng v nhân cho t sang v sẽ bằng lâm đo nhân f đúng không thầy? Được ok dạ. Thì cái đề tổng quát hôm trước thì nói rồi, x bằng v nhân t thấy chưa đó, mà v của nó thấy chưa thì là bằng lambda chia cho ở lambda nhân x nữa thấy chưa t. Câu số 23 thì thầy hướng dẫn theo hai cách giải, nhưng mà thầy thầy khuyên các em nên giải theo vàng đồng lượng giấc, thấy chưa, vàng đồng lượng giấc cho nó khỏe. Rồi. Như vậy á là câu số 27 này. Thấy chưa? Là x của nó bằng 2 căn 3 cm. Cái này lớn không nè. Bây giờ đang giỡn. Có nghĩa là nó đi về vị trí căn bằng. Nó đang giỡn đó, nó đi về vị trí căn bằng. Thấy chưa? Thầy gọi delta t của nó là bằng 0,25 gia. Trong khoảng thời gian này nó quét được góc là delta phi của nó. Thì giờ bằng omega nhân cho delta t. Omega của nó là bằng 2 pi nhân delta t 0,25. Thì giờ như vậy cái này sẽ bằng pi chia 2. Như vậy trong thời gian 0,25 nó quét thêm được một góc là pi chia 2. Được. Bây giờ lúc này thầy vẽ vòng tròn đường giáp ra thì chỉ cho này. Đôi lúc có những bài toán chúng ta nên sử dụng vòng tròn lượng giáp giải cho nhanh. Cái này là biên dương, cái này là biên âm, cái đó là vị trí căn bằng. Bây giờ ta đánh dấu vị trí, thấy chưa? Vị trí mà x của nó bằng 2 căn 3 và đang giỡn. Thấy chưa? 2 căn 3 này. Ly độ x của nó là bằng 2 căn 3 tương ứng với là bằng a căn 3 chia 2. Thì chắc chắn cái pha ban đầu của nó bằng pi trên 6. Pi trên 6. Như vậy là cái vị trí x của nó là cái đài. Thầy gọi đài. Vị trí là vị trí điểm M chẳng hạn. Yeah. Cái góc này bằng pi trên 6. Nó ngang ngộng như thế. Bởi vì lúc này cái ly độ x của nó là bằng A căn 3 trên 2. Mà nó đang giỡn, có nghĩa là nó đang hướng về vị trí căn bằng. Ly độ tạo vị trí căn bằng là bằng 0. Nó đang giỡn. Mà với anh nó thì phi với dương. Như vậy ta có ngay được cái cặp này. Rồi. Như vậy lúc này các em như thế này. Cái góc này, góc này. Còn lại chắc chắn là bi trên bờ. Đúng chưa? Như vậy lúc này là tổng cái gấp lớn là bằng 90. Như vậy là nó quát, trong thời gian nó quát được là gấp là bi trên 2. Như vậy còn lại là bi trên 6 nữa. Còn bi trên 6 nữa. Đó. Như vậy lúc này. Thì giả sử đây là vị trí điểm an này. Như vậy tổng cái gấp này là bi trên 2. Thì cái gấp này là tương ứng với bi trên 6. Về trình sau. Bây giờ cái ly độ mà chúng ta cần tìm là x căn nào chúng ta cần tìm. Chứ x em mà đang để cho rồi. Bây giờ thì cái góc này bi trình sau thì góc này cầu lại là bi trình mấy đây? Bi trình ba. Đúng chưa? À xin lỗi. Góc này là bi trình sau. À góc này bi sau, góc này bi trình ba. Rồi để cả chúng ta là tính ly độ x của nó bằng bao nhiêu? Bây giờ đó. À, tính vận tốc hay là gia tốc nó cũng được. Như vậy lúc này ta thấy là ly độ x an n của nó lúc này ở vị trí pha của nó bằng pi/3 thì ly độ x nào nó bằng trừ a chia 2. Ở đâu mà có a chia 2 này? Đây giờ chắc tâm giác vuông này thì có này, cốt của pi/3 và đây giờ bằng k chia cho quyền x an n chia cho quyền thì chia cho biên độ a. Hả, nó ta có là x an n của nó bằng cốt của pi trên 3 là bằng 1/2 nhân cho a nữa. Mã ra nó nằm ở phía dưới góc tọa độ cho nên ta có là trừ gì đây? Trừ a chia 2. Thì à, còn không thì ta xét cả tổng cái góc này, tổng góc từ đâu qua đây?
thầy có là bedding 6 cạn cho bedding 2 này, xét cỡ góc này, chia ra góc này cũng được. Đó. Như vậy là nó nằm ở phía dưới góc tọa độ ở phía bên này, cho nên là x của nó âm. Bây giờ tính giờ tóc của nó, tóc nó a của nó bằng gì? A của nó bằng trừ omega bình phương nhân cho x, x đây là x tại điểm an này, bằng trừ 4 pi tất cả bình phương x, cái này mình thay là bằng trừ a chia 2, mà a của nó bằng bao nhiêu? Bằng 4 chia 2 là bằng bằng 2. Đó, cái x này là bằng trừ 2. Bây giờ thì cái này ta có là bằng 80 cm trên dài bình phương. Pi bình phương bằng 10. À không không không. Là 2 pi, cái này 2 pi. 2 pi. Là 80 cm trên dài bình phương. Đó, đó là chúng ta sử dụng vòng tròn lượng dốc chúng ta giải. Chúng ta tìm ra được kết quả là bằng 80 cm trên dài. Thì thầy Vĩ sẽ chỉ cho các em cách thứ hai nữa để các em giải. Bây giờ đối với câu 23 nè. Các em lưu ý là trong quá trình giải bài toán vật lý thì chúng ta vận dụng những cái vốn có về mặt toán học cộng với vòng tròn lượng dốc về các hệ số gấp, em cố gắng nghiên cứu để chúng ta tính toán cho nhanh. Như vậy là ở câu số 27 thì có bạn đã nhắn tin cho thầy đáp án bằng 80 thì thầy tính ra được là bằng 80. Rồi thì đã thầy giải lên cho các em vải hình vào chúng ta ghi vào. Nó là hướng dẫn theo cách giải vòng tròn lượng dốc. Còn nếu không có thì có cái giải theo phần tự luận. Chúng ta cũng tính ra được kết quả. Thấy chưa? Thì ta hướng dẫn theo cái cách giải tự luận này. Nếu bạn nào mà thích thì chúng ta giải theo cách đó. Thấy chưa? Ta xin lái tài giá chuyển qua cái phần giải tự luận này. Ta hướng dẫn câu số 27 cách thứ hai. Cách thứ hai. Thì thầy có là cốt của nó, cốt của 2 bt cạn cho pi trên 3. Cái này là bằng x chia cho 4. Thì vậy, hay nói hơn cái này sẽ bằng là căn 3 chia 2. Thì vậy, đó. Hay nói hơn, lúc này, thì suy ra được 2 lần bt cạn cho pi trên 3 của nó bằng cạn trừ pi trên 6. Vậy giờ vì lúc này v nhỏ hơn 0 cho nên ta có được 2 lần bt cạn cho pi trên 3 của nó và cạn pi trên 6. Đó, cái x này mình tha bằng 2 căn 3 này. Rồi, tại thời điểm t phải của nó bằng t cạn cho 0,25 thì lúc này thầy có là x phải của nó bằng 4 cốt của 2 pi t, lúc này là t phải, cái này cạn cho pi trên 3. Đấy à, lúc này thầy viết tiếp bằng 4 cốt của 2 pi với t phải mà bằng t cạn cho 0,25 cạn cho pi trên 3. Pi trên 3. Rồi, thì nhân trực tiếp vào đây bằng 4 cốt của bây giờ 2 pi t cạn cho pi trên 3 cạn cho bây giờ pi trên 2. Pi trên 2. Như vậy lúc này 2 lần pi t cạn pi trên 3 thì mình tha là bằng pi trên 6. Pi trên 6 cạn cho pi trên 2. Bây giờ như vậy là lúc này chúng ta sẽ tính được x phải nó bằng trừ 2 cm. 4 nhân cốt của bình 6 cộng bình 2 bằng trừ 2. Như vậy ta có do tóc A của nó bằng trừ omega bình phương nhân x phải
bằng trừ 2 bi tất cả bình phương nhân cho x phản là bằng trừ 2, thì ta tính được là bằng 80 cm trên dây bình. Đó, đó là thầy nói là cách giải, cách thứ hai giải tự luận. Nếu bạn nó thích thì giải theo cách này. Có nhiều bạn nó thích giải theo cách này, có nhiều bạn thì nó thấy vãi vặn trong đường gió nó tính nhanh hơn. Thấy chưa? Nhìn vào nó biết kết quả liền. Rồi có bạn nó giải như thế này, nó tính được cây, nó thấy được là cái ly độ x cái nào nó bằng trừ 2. Có nhiều bạn nó suy diễn nhanh như vậy là x của nó bằng trừ trừ a chia 2, thì lúc này gia tốc của nó bằng để gì a max chia cho 2 cũng được, cách nào cũng đoán thấy chưa. Đó, nó để vô trừ trước nữa, a max của nó bằng trừ omega bình phương nhân a chia cho 2. Nếu nó tính độ lớn này, độ lớn của nó rồi như vậy là a cái đầu omega cái này là cũng tính ra bằng 80, cách nào cũng được. Ừ. Như vậy các em có nhiều cách giải, chúng ta chọn phương án nào thấy mình dễ hiểu nhất thì chúng ta chọn. Thì cách thứ hai là cách giải theo kiểu kiểu là truyền thống, còn nên sử dụng vần tròn luận giá nếu em nào đã hiểu kỹ, còn nếu không thì chúng ta hiểu được tính chất của thằng nào thì chúng ta giải cho nó nhanh. Thực chất nếu bạn nào giải tính chất cái này này là x của nó bằng mà căn 3 chia 2 thì omega t cạn b trên 3 nó bằng b trên 6, vì v ăn mà rồi nó rót vào đâu nó nhẫn nó không tính được kết quả. Thì vậy, nó lấy bình thường 6 nó cạn cho bình thường 2 thì nó tìm được liều độ x của nó là sao. Như vậy là có nhiều bạn nó tính rất là nhanh, nhưng mà ở đây là thầy chỉ em thôi, mình tự nghiên cứu thêm. Câu số 28, câu 28 thì vậy, câu số 28 này các em chú ý cho thầy là vì an n của nó bằng 2021 là số lẻ, cho nên t của nó bằng t1 cạn cho an n trừ 1 chia cho 2 nhân cho t. Vấn đề cốt lõi ở đây đi tìm t1 thôi. À, bây giờ muốn đi tìm thằng t1 thì chúng ta làm cái gì? Ta chọn t0 ban đầu bằng 0. Chúng ta tính được x0 của nó bằng tha t bằng 0 ở đây, x0 của nó là bằng 4 cm. Thả nó hơn bằng a chia cho 2. Nghĩa là lúc này pha ban đầu của nó âm cho nên v của nó dương. Đâu sao? Giờ chúng ta vẽ hình vẽ ra. Đây là biên độ dương, đây là biên âm. Đây là vị trí căn căn bàn. Bây giờ vị trí x chia của nó, vị trí x chia của nó là bằng a chia 2 bằng một nửa của nó. Nửa của đoạn OA. X sau nó bằng 4 căn 2. 4 căn 2. X sau đây. Bằng 4 căn 2 có nghĩa là tương ứng với là A căn 3 căn 2. Ở trên là A căn 2 căn 2. Như vậy lúc mà X kilo của nó là này bằng A chia cho 2 này. X sau của nó bằng A nhân căn 2 chia 2. Bây giờ. Như vậy T1 là gì? T1 là khoảng thời gian kể từ lúc T rô ban đầu bằng 0 đến vị trí X sau lần thứ nhất. Đến vị trí x sau lần thứ nhất. Như vậy nó xuất phát tại vị trí x0 này, nó chuyển động theo đề mình tính toán được v dương. Bây giờ nó chuyển động theo chiều này, nó đi về vị trí biên dương, đây là v dương này. Nó gặp vị trí x sau lần thứ nhất là nó dừng lại. T1 là khoảng thời gian kể từ lúc ban đầu. Bây giờ xuất phát đi theo chiều mà đề đã cho. Bây giờ mình tính toán được gặp x sau lần thứ nhất. Đó, như vậy cái khoảng thời gian mà chúng ta cần tìm một khoảng thời gian có đoạn gạch chéo này, như vậy thời gian đi từ đây tới đây là thầy gọi là t1, thời gian đi từ đây tới đây thì gọi là t2, đúng vậy à, xin lỗi, thời gian đi từ đây tới đây là tương ứng với là t của nó là t trên tốc, trên tốc thời gian đi từ đây tới đây là t trên 12, t trên 12. Như vậy lúc này cái t1 của nó bằng t trên tốc trừ cho t trên 12 bằng t chia cho 24 thì chia 24. Chúng ta rót vào, chúng ta có được thời gian t của nó là bằng t chia cho 24 cạn cho 2021 trừ cho 1 chia cho 2 nhân cho chu kỳ t.
mà với t của nó là bằng 2 pi chia cho omega bằng 2 pi, với omega là bằng 4 pi 40. Ý à, như vậy cái này bằng 0.5. Dạ. Các em rút ra tìm được kết quả. Như vậy tính được đáp án A, đáp án A. Tại hướng dẫn cao số 29. Thì à, như vậy lúc này là x1 với 2 bằng 19.5 cm, tần số f nó bằng 20, x1 với 2 là 2 điểm đứng yên, giữa 2 điểm còn có 12 điểm đứng yên nữa. Như vậy tổng số có bao nhiêu điểm đứng yên này? Hai đào là hai điểm đứng yên, mà trong khoảng của nó có 12 nữa, nhưng mà tổng có nó là có 14 điểm, 14 điểm đứng yên, mà hai điểm đứng yên liền kề nhau là cách nhau là một nửa lòng đo. Như vậy 14 điểm đứng yên là tương ứng với 13 khoảng lòng đo chia hai, ý à, bằng 19.5. Chúng ta sẽ tính được lòng đo, có lòng đo rồi chúng ta sẽ tính được tốc độ tiền sáng. Đó. Bây giờ thầy chỉ cho các cao số 19 này. 29. Bây giờ x1 là 1 điểm. Đây, đây là x2 cũng là 1 điểm, 2 điểm đứng yên. À, khoảng dưới này có 12 điểm, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm, 11 điểm, 12 điểm. Đây, trong khoảng dưới này có 12 điểm. 12 điểm cộng với 2 điểm ở x1 2 nữa là 14 điểm. Một khoảng cách giữa 2 điểm này, khoảng cách giữa điểm này tương ứng với lòng đo chia hai. Khoảng cách giữa hai đường cực tiểu hoặc hai đường cực đại là bằng lòng đo chia hai, mà điểm là cực tiểu đó. À, như vậy nếu các em mà để ý này thì vẽ hình vẽ ra đây, đồ thị xin đây. Đây, đây là khoảng cách giữa hai điểm này, hai điểm. Bây giờ khoảng cách giữa hai đỉnh sáp là nó là bằng, có khoảng cách này là bằng một lòng đo, còn khoảng cách giữa hai điểm là bằng lòng đo chia hai. Chú ý nữa nè. Như vậy lúc mà ta có là 14 điểm không đứng yên thì ta có 13 khoảng lòng đo chia 2 bằng 19.5. Nghe à? Từ đây các em tính được lòng đo. Có lòng đo rồi chúng ta sẽ đưa được V sẽ bằng lòng đo nhân cho F. Chúng ta tìm được kết quả. Kết quả bài bao nhiêu, nhắn tin qua thư. Câu B thầy. 0.6 max trên dây. Ta có đáp án B. Chú ý hệ khoảng cách giữa hai điểm đứng yên á là bằng một nửa lambda. Có nghĩa là khoảng cách giữa hai đường cực tiểu hoặc là khoảng cách giữa hai đường cực đại liên kề nó bằng lambda chia 2. Hoặc khoảng cách giữa hai đỉnh sáng á bằng một lambda. Chú ý đây này. Cao số 30. Bây giờ khi động năng bằng thế này, khi động năng bằng thế này. Bây giờ thì lúc này bây giờ là V của nó bằng V max nhân cho căn 2 chia 2. Khi động năng bằng thế năng thì V nó bằng V max nhân căn 2 chia 2. Khi động năng mà bằng 3 lần thế năng á thì V nó bằng V max nhân căn 3 chia 2. Khi thế năng bằng 3 lần động năng á thì V nó bằng V max chia cho 2. Hôm trước thầy đã ghi cụ thể rồi.
Mà trong bài toán về công lắc đơn á, vì góc alpha này nhỏ hơn 10 độ, cho nên V max được xác định bởi công thức bằng alpha không nhân căn bậc hai của R nhân an là nhân cho căn hai chia hai. Alpha này bằng 9 độ đảo radian nhân cho pi chia cho 180. Cái này nhớ đảo radian này. Căn bậc hai của an là 1, R là bằng 10 nhân cho 1 nhân cho căn hai chia hai. Thì các em sẽ tìm được kết quả chỗ này. Không phải 35 đáp án D. Đó, như vậy là ở cái buổi học tăng cường này thầy giải quyết cho cái đề này. Bây giờ còn lại cái phần trắc nghiệm mà 34 câu mà thầy gỡ là trên cái tiêu đề thầy ghi là C3 C8 đó, là tất cả những câu trắc nghiệm lý thuyết là cơ bản và vận dụng, các em đặt thêm phần cho thầy chỗ đó nữa. Như vậy á là 22 câu ở chương 1, 8 câu ở chương 2. Thấy à, em đặt kỹ phần lý thuyết, ly về mặt lý thuyết thì giống y như trong đề cương. Bài tập thì người ta chỉnh sửa lại số. Như vậy từ câu 1 đến câu số 16 là câu nhận biết. Thấy à, từ câu 17 đến câu số 20 là vận dụng. Từ câu 17 đến câu số 22 là vận dụng. Từ câu số 23 đến câu số 20 16 là thông hiểu. Từ 27 đến câu 30 vận dụng con. Như vậy là có một điểm vận dụng con. Và tất cả những câu vận dụng câu này đều có trong nội dung thầy đã giải rồi. Liệt kê ra chúng ta xem xét lại cho kỹ những công thức nào chúng ta ghi hết trong một tờ giấy để còn một bài nữa mà chúng ta kiểm tra, mà ta quay công thức nào ta liếc qua ta nhìn thấy công thức đó chúng ta rót vào. Bây giờ đó là thầy nói về cái phần nội dung kiến thức mà thầy ông tập cho các em của tối hôm nay. Thì thời lượng cũng đã hết rồi, thì những bạn nào mà chiều nay mà nó cắn lịch mà không học được á, thì thầy sẽ chuyển video này lên trên trên nhóm để cho các bạn nó xem. Còn mình đã được học rồi thì chúng ta giải những phần còn lại ở cái trắc nghiệm mà thầy gửi cho các em. Thì chiều mai các em kiểm tra là thầy phải chúc các em là bình tĩnh, ok, làm từ 8 điểm trở lên đó, để giờ không vấn đề gì mà lo hết. Đặc biệt là hệ thống mạng đó chúng ta cẩn thận, bây giờ hệ thống mạng đó chúng ta nghiên cứu cho nó tốt, nếu có sự cố gì báo ngay cho giám thị của thầy. Giám thị của thầy bây giờ ví dụ mai mà thầy muốn lấy mà thầy vẫy mà coi trúng lớp mình chẳng hạn, ví dụ lớp C8, lớp C3, lớp C gì không biết, chứ mà hãy coi trúng cái lớp nào mà thầy nhớ là thầy vẫy coi là đừng có hỏi, các em hỏi là trong cái phần mềm nó ghi âm hết nha. Bây giờ ghi âm là bắt đầu là không có giám thị nào giám chỉ giám chỉ hết đó, mà chỉ là vi phạm của chế của thầy. Bây giờ người ta kỷ luật ngay liền. Các bạn, các em cố gắng bình tĩnh, đề rất là dễ, nói một lần nữa là đề rất dễ, rất là thuần, có đầy đủ trong đề cương đâu sao. Nhắc lại đặt thêm cho thầy một số câu trắc nghiệm trong sách giáo khoa nó ngắn gọn như thế. Bây giờ thì buổi học tăng cường đến đây là kết thúc, các em tạm thời nghỉ để thầy giải cái ca tiếp theo.